Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn bây giờ dạ. Mình sẽ hướng dẫn các anh em là cài đặt phần mềm và sử dụng. Cài đặt phần mềm Nuconex và App Store. Sẽ play đây. Đánh chữ HIK vào. Sẽ lên Nuconex. Tải xuống và mở. Thì mình đã tải rồi. Đăng ký thì đăng ký bằng số điện thoại rất là dễ thôi. Nó sẽ gửi mã về và mình nhập mã đấy là xong. Đấy, đây là bây giờ mình sẽ thêm cái camera mình vừa cài đặt. Cộng nó có thể quen mã QR code này hoặc gán mã thủ công này hoặc tìm kiếm thiết bị online. Thì bây giờ mình thử quét mã này. Giấy không quét tốt thì mình quét đầu thu hoặc là mình đánh trực tiếp cái CD thì mình gán thủ công. Đây, đánh cái CD vừa nãy mình kích hoạt HitConnect. Nó nhận rồi. D296. Vì bình thường anh em hay bắn cái đầu thu lên tường rồi thì không quét được đầu thu. 89 266. Xong anh lưu sẽ tìm thấy tên đầu thu này. Thêm mã xác thực thiết bị thì mình cũng đánh lại. D2 96 89 266 đồng ý. Đấy, đã thêm hoàn thành. Mình có thể đặt tên đầu thu này. Ví dụ mình đặt tên là Viettel. Đấy, sau đấy là có Viettel. Đây, mình đã cài một cam vừa nãy đang chiếu ra đường. Bật chế độ lê basic lên nét cao hoặc là một số nữa sẽ là hết bản đề. Rồi. Nghiêng màn hình. Hiện tại mình đang cài đặt chế cho tăng độ sáng màn hình lên. Nhìn sẽ rất rõ. Đây là chế độ quay. Chế độ quay là màn máy tính. Chế độ chất lượng rất là nét. Căn bản. Thế là xong. Mình đã cài đặt xong. Khi lắp cứng vào thì mình phải format ổ cứng. Rồi menu này. Hình vẽ hôm nay mình đặt đây. Cấu hình này. Và HDD mình làm lại nha. Và cố vào menu xong vào HDD. Tích vào đây. Xong rồi khỏi tạo. Khỏi tạo, thiết bị sẽ xóa hết dữ liệu. Ok. Đang khỏi tạo 20%. Đợi 100% là ok. Ghi cài đặt chế độ ghi thì ghi từ thứ hai đến chủ nhật, màu xanh là cứ ghi tiếp tục hết. Thì mình ghi toàn thời gian thì để mặc định nhỉ. Nhiều màn hình này. Đó, bây giờ mình sẽ gắn cái camera vào đây, nó sẽ nhận chuẩn on vid tự động đây. Bây giờ mình xem là camera này nó có phải là 24 không nhá. Additional memory card detected. Please
24. Camera là đây, phần mềm Back Configuration thì nó sẽ nhận cái mã VT là một cái cam wifi của mình tích hợp vào đầu thu luôn để nó lưu trữ được lâu. Còn đây là địa chỉ đầu thu này. Còn cam đồng trục thì không có IP ở đây, thì mình có thể tích vào đây để sửa. Ví dụ đầu thu là 201 rồi mình sẽ đặt cam này là bỏ DHCP đi để 202. 202. Đấy, đánh mật khẩu vào. Mật khẩu thì mình toàn đặt lại nguyên thủy. Đang có 123. Còn các bạn ai đặt như nào thì phải nhớ. Đấy. Xong, chưa được IP này. Sai mật khẩu rồi. Đây là mà sai mật khẩu. Mình chưa cài trên điện thoại nên là chưa set IP cho nó. Cứ coi như nó 224 đi đã nhá. Thì mình sẽ sửa ở đây. 224. Đó, IP của camera này. Cùng dài với đầu thu là được. Đó. Các thứ khác để tự động hết. Vướng mật khẩu từ đây nha. Chắc chắn đang sai mật khẩu rồi. Camera IP đây sẽ báo này, tên truy nhập của mật khẩu không đúng. Rồi. Sao nó nhận 214 rồi? 214 là một cái cam khác ở trong mạng của nhà mình thử cộng luôn nhá. Bây giờ mình gán luôn, cái này là 214. Tên đăng nhập vào mật khẩu được không đúng. À, mình tìm lại xem nào. Tắt đi mình.